Chào buổi sáng nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái một món ăn rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, đó là món cái bánh mì Hòa Mã nè mọi người, số 53 Cao Thắng, phường 3, quận 3. Với hơn là 50 năm là bán bánh mì ở đây nè mọi người. Mọi người theo chân mình nha. Đó mọi người thấy không? Có cái người Hàn Quốc, Đài Loan gì nè tới mà nhưng mà không có ghế ngồi luôn á mọi người ơi. Thấy không? Để mình quay cho mọi người xem nè. Còn bên đây là ba người Hàn Quốc nè. Đó, họ đang đợi nữa nè. Đó. Đông ngập kín cái hẻm 51 luôn nè. Sẽ quay xe cho mọi người xem nè nha. Xe có khách nè. Đây. Thấy không? Xe có khách nè, thấy không? Đó. Xếp đầy hẻm luôn á mọi người. Đây. Đó, ngồi cặp vỉa hè vậy đó. Đó, ngồi đầu hẻm luôn, thấy không? Đó, xe để đầy hẻm luôn á, thấy không? Đó. Đó, mấy cái bạn ngồi nè. Đây là cuối hẻm nha mọi người, cuối hẻm nè. Chút mình sẽ quay đầu hẻm cho mọi người xem. Đó, hai bên luôn. Đó. Có hai bạn đang đợi nữa nè. Đó. Đây nè, hết bánh mì rồi, có cái chị này giao bánh mì tới nữa nè mọi người. Thấy không? Đó. Đó, đây là đầu hẻm nè, mình quay đầu hẻm cho xem nè. Có cái nhóm người Đài Loan đó, đợi từ nãy khoảng chừng 10 phút rồi đó. Đó, trước mặt mình nè. Thấy không mọi người, y như cái chợ luôn đó. Thấy không? Đa phần là người nước ngoài nhiều đó. Ở đây là mình xin chia sẻ thêm với các bạn là cái tiệm bánh mì này là trên 50 năm là bán ở Sài Gòn, và theo mình được biết á thì cái tiệm bánh mì này là lâu nhất ở Sài Gòn á mọi người. Còn cái tiểu sử á thì mình xin cũng kể thêm một chút là cái người chủ ở đây là mình không biết là thế hệ thứ mấy, nhưng mà là trước năm 1960 là có làm ở trong một cái tiệm bánh mì của người Pháp. Khi làm xong rồi người chủ này mới mở cái tiệm, là tới năm 1960 là mới mở tiệm bánh mì Hòa Mã này đó mọi người. Để mình quay cho các bạn xem cái người làm ở đây, người ta làm cái ổ bánh mì như thế nào nha. Cái này là mang đi nha mọi người. Còn khi mình ăn ở đây á là mình có một cái như là một cái chảo gì đó. Ở dân địa phương gọi là ở đây là bánh mì chảo, mì Hòa Mã chảo. Rồi. Số 1 là ta nghe kêu ống chảo nóng không? Có rồi. Trước sau hai cái ống lớn tụi hướng, còn nhiêu nóng lớn hết nha. Trước sau ra hai ống lớn tụi hướng cái nước. Làm rất là lẹ. Quyên ơi, số 1 đã kêu ống nước chả nóng nè. Ông kêu lần thứ 3 rồi đó. Đồ chua. Nguyên liệu nó gồm đồ chua, pate, đồ thịt nguội. Coi có con nguội trong tủ không? Mấy chung bồ vậy? Hôm nay là chủ nhật nên là đông quá nên mình không có hỏi được người chủ ở đây. 64 thôi, lại 136 đi. Đây là rất là lẻ không? Thank you.
Điều đặc biệt mà khách đến đây là không chỉ riêng là những cái món thịt nguội hay là gì, nhưng mà người ta đến đây là cái ổ bánh mì nữa nha mọi người. Ổ bánh mì này là bây giờ là ít người làm ổ bánh mì này lắm, ruột rỗng rất là giòn. Đây, quay ổ bánh mì cho mình xem. Đây là cô chủ ở đây nè, bà chủ ở đây nè mọi người ơi. Thì đang làm một cái phần để cho khách ăn ở ngoài đó. Dạ. Quậy dạ. Không, tôi quay ăn ngồi đó. Đi đường buồn rồi. Ăn bà con. Cô ở đây là mình bán được bao lâu rồi cô? Trên 50 năm. Năm 61 giờ không biết. Năm 61. Năm 61 tới giờ đó nha mọi người. Ở trong thì mấy cái người đang chiên mấy cái thịt gì đó. Đây nè, ba tê nè, ba tê nhìn nè, thấy thèm rồi. Đó, bơ hay gì đó. Đây. Xích. Đây là mấy cái người Hàn Quốc nè, mà từ nãy đợi khoảng 10 phút rồi đó, giờ mới có thể ăn được đó mọi người. Chú này nhìn thấy ăn ngon miệng quá. Thấy không mọi người, rất là đông nè mọi người. Đây, quay cho mọi người xem nè. Hiện tại thì cái chỗ bánh mì Hòa Mã này là rất là đông người, nên là chủ nên là kêu là phải đóng cửa lại để cho khách đừng có vô quá mọi người. Thấy không? Đây nè. Nhưng mà cái giờ mở cửa là từ 6 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa nha mọi người. Đây. Là hai cái chị người Hàn Quốc nè mọi người. Sorry. Hai cái bạn này đợi cũng lâu rồi nè, khoảng 10 phút rồi để mình hỏi các bạn này nha. Anh cho em hỏi là anh đợi lâu chưa anh? Đợi thấy lâu à, thấy lâu chưa? Lâu rồi hả? Cái bánh mì Hòa Mã này lâu chưa? Lâu rồi, coi trên mạng. Coi trên mạng, đây là lần thứ mấy tới đây ăn này? Lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Bạn thấy giá ở đây như thế nào? 50 ngàn như thế nào? Giá hả? 50 ngàn thì từ đó cũng hơi mắc rồi, tại
tại vì nó chỉ là trứng với lại những cái món đó, nó à, vậy là hôm nay là tới xem trên mạng để ăn cho biết để cho biết thôi à. Rồi rồi, xin cảm ơn. Anh cho em hỏi là anh biết cái bánh mì Hòa Mã này lâu chưa anh? Lâu rồi thì anh thấy cái ăn như cái giờ anh nào? Tốt, ngon. Còn giá như thế nào anh? Thì nói chung thì cái giá thì hợp lý thị trường thôi, thì cái đồ lên ở đây lên, đồ xuống ở đây xuống mà. Rồi. Mọi người thấy không, rất là đông. Một phần thì hiếu kỳ để xem qua, để xem ăn thử cho biết. Đó mọi người thấy không, rất là đông nha. Đây. Rồi xếp hàng đợi nè, lâu lắm. Tầm khoảng 5 tới 10 phút thì người ta mới đem bánh mì ra. Em hai đều đúng không em? Sự tiệm hôm nay rất là đông nên mình không có gặp được cái người chủ ở đây để mà chia sẻ kỹ thêm về các nguyên liệu ở trong ổ bánh mì cho các bạn xem. Thì hẹn các bạn một dịp gần để mình gặp, để mình chia sẻ thêm nha các bạn. Còn hai không hành, hai bình thường không ơi.